giới với nhau nhưng mà cuộc sống hoàn toàn hai nước khác nhau. Ở Ấn Độ xô bồ nhộn nhịp bao nhiêu thì ở đất nước Nepal lại hiền hòa bấy nhiêu. Ai biểu tượng của đất nước Nepal này có bao nhiêu chị? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại biên giới giữa hai nước Ấn Độ và Nepal. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một chuồng của bò ở Ấn Độ, mà nếu như mà mình có đụng phạm vì với con bò ở đằng sau thì sẽ gặp một cái rắc rối ngay. Không nói nhiều nữa thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ làm một cái thủ tục xuất cảnh Ấn Độ để mà nhập cảnh sang Nepal ha. Và đây là một cái chuồng bò. Những cái con bò này ở đây thì bọn chúng chỉ được sinh ra và lớn lên và chỉ chết đi vì bệnh tật hoặc là chỉ chết hoặc là già thôi. Ở Ấn Độ thì hơn 90% là người dân theo đạo Hindu nên họ tôn sùng con bò, và con bò được cho là một trong những cái con vật khá là linh thiêng. Ở Ấn Độ mà mình đụng chạm đến con bò hoặc là ăn thịt bò thì sẽ gặp một điều gì đó rất rối ngay. Phía trước mặt của cô bác quý anh chị như là tất cả các bạn là một cái chiếc xe. Còn chiếc xe này thì nó rất là phải nói là nó rất là lạ. Mặt ở ngoài trước của chiếc xe, một chiếc xe tải bình thường thôi, nhưng mà phía mặt ở ngoài trước nó cái dán cờ rất là nhiều màu, và nhìn thì nó sặc sỡ ghê luôn á. Chỉ còn 5 phút nữa thôi thì mình sẽ tới nơi giao nhau giữa biên giới Ấn Độ và Nepal này cô bác quý anh chị. Và đây là cái chiếc xe của mình đi để từ Ấn Độ sang Nepal nè. Mình sẽ đi bằng đường bộ ha. Sẽ vào bên trong để mà làm một cái thủ tục xuất cảnh khỏi đất nước Ấn Độ của bác quý anh chị. Chúng ta nhận thấy là ở đây là Ấn Độ nè, cuộc sống nó vẫn còn khá là phức tạp ha. Tuy nhiên thì một tí xíu nữa thôi thì sau khi làm thủ tục nhập cảnh sang Nepal thì một cuộc sống nó sẽ, mình được thông báo rằng là cuộc sống nó sẽ ở đó nó sẽ hiền hòa hơn, dễ chịu hơn so với ở Ấn Độ. Và đây là hải quan để xuất cảnh sang khỏi Ấn Độ và nhập cảnh ở Nepal này các bác quý anh chị. Đây là một cái cơ quan để mà xuất cảnh khỏi đất nước Ấn Độ các bác quý anh chị. Nhìn cái cơ sở vật chất ở trong thì nó cũng khá là sập sệ, và đặc biệt là còn sử dụng những cái thiết bị rất là cũ kỹ luôn. Bùi Hồ thì cũng mới là vừa làm thủ tục xuất cảnh xong, cũng khá là đơn giản và mình cũng không có cần đợi lâu lắm. Nhìn cơ sở vật chất ở đây cô bác quý anh chị thấy ha. Và phía trước mặt của tất cả các bạn cũng như là cô bác quý anh chị là một cái tuyến đường tiếp giáp giữa hai nước Ấn Độ và Nepal. Mặc dù là khu vực biên giới nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy cơ sở vật chất cũng còn khá là sập sệ ha cô bác quý anh chị. Ở Ấn Độ thì mặc dù có rất là nhiều tiểu phú nhưng mà người dân ở đây thu nhập vẫn còn khá là thấp. Kinh tế của Ấn Độ thì đứng top thứ 5 trên thế giới, nhưng mà sự phân biệt giàu nghèo làm cho những người vô gia cư ở đây cũng khá là nhiều cô bác quý anh chị. Đây là cái khu vực biên giới ha. Thời tiết nhiệt độ ở Ấn Độ bây giờ thì cũng còn khá là nóng. Và đây là mùa hè thì nhiệt độ dao động khoảng từ 38 đến 45 độ C. Cô bác quý anh chị thấy một cái chiếc xe chạy ngang. Nó ngộ ghê không? Còn chiếc xe ba gác mà của Việt Nam á, nhưng mà nó ba gác luôn nè. Đó. Này một có một cái giấc ngủ vội vàng ngay buổi trưa vội vàng ngay tại trên cái chiếc xe của mình. Ở Ấn Độ đa phần là người dân họ cứ đi lang thang và họ nhìn mình và họ xin tiền nè. Quán chị sẽ thấy được những cái hình ảnh như thế này. Nhiệt độ của Ấn Độ vào mùa hè thì rất là nóng nha cô bác quý anh chị. Khoảng chừng 42 đến 45 độ C đó, cực kỳ nóng luôn. Ở Ấn Độ thì đa phần á thì ở cái những cái như New Delhi á thì khá là phát triển, nhưng mà những cái tỉnh này thì những cái bang này thì cũng còn khá là nghèo nàn và lạc hậu luôn. Một điều đặc biệt mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị, ở Ấn Độ thì còi xe bóp một cách rất là inh ỏi luôn.
xe chạy phải nói là nháo nhào. Nếu như mà trước đây mà Bùi Hồ đi ở những cái nước như là Lào hay Campuchia thì việc còi là một cái thiết bị dư thừa trên một cái chiếc xe, thì ở Ấn Độ còi cứ bóp liên tục đó, chạy xe chẳng khác nào là những thanh niên trẻ trâu ở Việt Nam ha. Một cái bên kia là một cái chiếc xe hình như là bán cái gì á cô bác anh chị. Đây là cái khu vực gần biên giới á. Bóp còi liên tục. Rồi. Đường phố Ấn Độ cũng khá là ô nhiễm luôn. Bụi bay mịt mù. Còi thì bóp liên tục. Đồ ăn Ấn Độ thì đây là một cái xe bán cái hình như là cái trái gì nè. Trái cam. Anh này anh bán cam ép. Hello chú. Hello. Đó anh còn anh cầu bán anh chị. Rồi sau đó anh bỏ vô anh ép. Khuyến cáo với các bạn là không nên anh gọt bỏ như thế này, bụi rất là nhiều, bao tử yếu thì không nên mua những cái đồ ở đường phố để mà dùng ha. Trái cam nó giống như là một cái trái chanh như cô bác quý anh chị, nó rất là nhỏ. Sau đó anh lấy nước ép ra. Anh kêu mình hello goods. How much? 50 rupees. 50. No. Anh nói một cái ly nước cam này là 50 rupee anh chặt. No no. $40. À, cô bác quý anh chị thấy không? Một ly nước cam mà anh đòi 50 rupee có nghĩa là ảnh nói là 50, bây giờ cái mình không chịu, cái anh nói là 40. Thôi thì trả 40 rupee cho ảnh đi. Ok. Cũng khá là mắc nha cô bác anh chị. Đây một ly nước cam của Ấn Độ với giá là 40 rupee thì sẽ có giá như thế nào? 20 rupee thì nó khoảng 7.000, là khoảng mười mấy ngàn tiền Việt Nam á cô bác quý anh chị. Dừa chua, vỏ chanh thì lại vỏ cam thì lại nó chua giống như chanh nha, mà cái vỏ thì nó lại cực kỳ nhẫn á, khó chịu á. Uống không hết ly nè. Sugar. Bây giờ mình bỏ vô thử miếng đường rồi. Anh nói lắc lên. Lộ đào đổ là. Các anh em Ấn Độ không bao giờ làm mọi người thất vọng ha. Ok, thank you. Good job. Nói chung là bây giờ thì nó ngọt ngọt hơn tí xíu, nhưng mà nó vẫn rất là chua cô bác anh chị. Anh này anh đang xúc miệng nè. Bóp kèn kinh khủng không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Biết là người Việt Nam nên nói chuyện tiếng Việt. Ở Ấn Độ thì cái tờ 20 rupee này, cô bác anh chị, có nghĩa là tương ứng với khoảng là
gần 6.000 tiền Việt Nam, 10 rupee thì khoảng 2.800 mấy trăm đồng á. Nhưng mà đối với cậu bé này, một tờ này thì có thể đủ sống cho cả gia đình nguyên một ngày. Hỏi những người dân là tại sao là họ nói là đủ sống cho cả nguyên một ngày với một cái tờ 20 rupee này. Thì người ta nói là 10 rupee thì họ sẽ mua bột để ăn, còn 10 rupee còn lại là mua một ít cà ri, và sau đó rau củ sẽ có một cái gì thì sẽ ăn cái đó. Và bây giờ sẽ trao cho cậu bé này, nhìn cũng khá là đáng thương. A Di Đà Phật. Đối với họ 20 rupee là sinh sống cho cả một ngày luôn. Một ly nước trà chanh thì nó chỉ có là 10 rupee thôi. Đó. Thì 20 rupee này cậu bé này có thể ăn uống lặt vặt gì đó trong một ngày được. Đối với người dân Ấn Độ thì bình quân thu nhập đầu người cũng khá là thấp. Họ chỉ khá là thấp, mức thu nhập bình quân chia ra đầu người thì họ thấp hơn cả Việt Nam nữa các bác. Đây là một cái gian hàng, chắc có lẽ là anh đang bán cà phê cô bác quý anh chị. Còn đây là thuốc lá nha, thuốc lá ổ trầu, trầu của Ấn Độ á, được chiết xuất như vậy đó. Đây bây giờ em kêu một ly ha. Không kêu một ly được không? Đây là cách người ta nấu trà sữa chứ không phải là cà phê. Ồ, ly có chút béo rồi. Mười đồng chắc lẽ em đưa đồng xu đi. Nhìn cái nồi của ảnh nè, ảnh sơ chế trà sữa nè, còn bên đây là đường nè. Rồi ơi, trà sữa. Ngọt lắm nha, ngọt. Có vẻ là giống như trà mà có vị trà nhưng mà nó hơi béo so với bình thường mà nó ngọt á. 10 ruby thì khoảng hơn 3.000 đồng tiền Việt Nam, tầm 3.000. Một ly nhỏ béo à? À, kể thêm với mọi người, đây là cách mà người ta họ cầu may mắn và để phong thủy trong những quán, người ta treo ớt chanh đó. Hay ha. Anh kêu là ngồi ở đây nè, anh kêu mình là vô đây nè ngồi. Ở đây có cả đường đây nè cô bác anh chị. Ở đây sữa, cái thùng này là đựng sữa nha. Còn cái này là đường. Bên đây là nơi anh pha chế nè. Bây giờ mình kêu thử anh pha chế nóng được không? Hello. Yeah. Can I get some? Đây là sữa tươi rồi đổ vào cả cà phê. Anh đang nghiên cứu gì? Khó chịu quá. Chịu cái gì kia. Thay đồ rồi. Thay đồ rồi. Anh này anh nói là tao bán ở đây sao mày lại ở đây xin tiền. Tại sao mình mất mới gì ảnh? Ảnh có cái muỗng anh không múc, mình lấy cái tay anh bóc dục. Anh gặp một cái chị này nè, đang đi xin tiền. Anh có một cái thái độ anh nói là khó chịu lắm. Một ly trà sữa là có giá là 10 rupee, là 3.000 Việt Nam.
của Huyền. Mà có một điều là anh thấy cái nồi của họ nấu là họ không ấy, sợ mất ngon hay sao á, đúng không? Mất cái đi cái vị trà, giữ lại cái sát trà dính vô cái thành nồi á. Sôi rồi đó. Nước đang sôi. Nghe được cái mùi thơm. Thơm. Nhiệt độ rất là nóng luôn. Nó quán cà phê á. Đây. Mày muốn thất nghiệp gì mở không bán gì ngon à không hả? Cái này là tại sao? Cái này uống ngon. Nhưng mà hơi ngọt. Nghe mùi ngọt lắm, nghe mùi ngọt lắm. Đó mình muốn. Chiều địa thấp đâu, địa cao vậy á, tại nó dành chơi vậy. Đối diễn mà. Không, cao rồi để cho nó muốn lên lên một cái. Muốn lên 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 rồi. Giờ ăn xí ra là rồi. Nước lên cho nó nguội. Quá. Ờ. Ok. Ok. Đây một cái ly của mình nè mọi người. Phong em trả. Hai ly là 20. 20 sen. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ thưởng thức một cái ly trà sữa ngay tại Ấn Độ nha mọi người. Mời cô bác quý chị ha. Ô ngọt quá. Đây là một cái gian hàng bán tiệm tạp hóa ngay tại biên giới ở Ấn Độ nè. Ở đây họ bán, lúc nãy vừa họ chưa có quay hình á thì họ tưới nước lên cái cây, mấy cái củ đó đó bằng cái tay nhìn ngộ lắm. Chỉ những cái nhóm nhỏ thôi à, có cà chua, đậu bắp. Rồi hình như là cái đó là dưa hấu non. Với bên đây là bắp cải và một cái trái bầu. Nhìn cái cây cân cũng khá là ngộ trong kia kìa. Cây cân đó lâu dữ lắm rồi, dùng những cái quả cân á. Dạ, nhỏ nhỏ ngon ghê. À, ở trong kia là chắc anh chú đang chiên một cái gì á. Chắc là bánh nè. Dạ. Ồ. Mấy người dọn rác giờ này mới dọn á. Quét vệ sinh đường. Cái công việc dọn rác này thì những người này dọn rác thì suốt cuộc đời của họ là chỉ là những người dọn rác thôi. Họ sẽ không được là một cái người khác mà họ coi là một cái tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Có một cái chiếc xe gồ.
đường xá Ấn Độ thì hiện nay anh này anh vẫn đang quét những cái gác này, nhưng mà đối với họ thì phân bò thì cứ đỡ như vậy, mặc dù con bò nó cứ đi dậy vô ngoài đường nhưng mà phân bò thì nó vẫn nằm rải rác như vậy. Chẳng hạn như ở đây nữa nè cô bác anh chị, phân bò nó sẽ nằm khắp nơi ở một cái tuyến đường của Ấn Độ như thế này, nhưng mà họ không, tuyệt nhiên thì họ vẫn không hốt, họ vẫn để một cách tự nhiên như vậy. Và lâu lâu thì mình lại đi, mình thấy những cái bãi phân bò nó nằm ngổn ngang ở cái khu vực giữa đường như thế này. Còn đây là một cái bãi rác ngay tại một cái đường phố Ấn Độ nè. À, đây là một anh người Ấn Độ và anh đang mua một cái lá trầu được gói bịch như thế này. Ở Ấn Độ thì cũng có một cái trục gọi là ăn trầu How much money you be? 20 rupees. 20 rupees. Yeah. 20 rupees. Need one. Four. Five rupees. À, 4 cái bịch này luôn là mới là 30 rupees. Quá quý anh chị. Okay. Yeah, open. Ok. Yeah. Đó là một cái lá trầu. Ok. Open. Mình sẽ ăn thử một miếng. Yeah. Ok. Ok. No problem. Ồ, nó cay nó nồng lắm, giống như lá trầu mà sấy khô á. Nói chung là ăn thử, em ăn thử này không? Lá trầu trầu em không vô đâu, nó nóng lắm. Rất là nóng cái lưỡi á, nhưng mà anh này anh ăn quen rồi. Nên anh nữ là anh ăn anh cố vô cái mồm này không. Nó rất là cay và nóng cái lưỡi luôn á. Sau khi mà Bùi Hồ ăn thì đây là cái phần trầu nè, nó rất là cay luôn, nồng cái lưỡi giống như là thay cho cái kẹo của Việt Nam á, họ ăn dùng cho để cho nó thơm miệng á cô bác anh chị. Cái cửa được của Ấn Độ này cô bác anh chị. Và quay qua đây thì chúng ta sẽ thấy một cái bản chào của đất nước Nepal. Và Bùi Hồ sẽ làm một cái thủ tục gọi là thủ tục nhập cảnh sang đất nước Nepal nè. Ở đây họ có một cái cổng chào và một cái trạm kiểm soát của an ninh của Ấn Độ đó. Chỉ cần vài bước nữa thôi thì Bùi Hồ sẽ có mặt trên đất nước Nepal. Một đất nước khá là linh thiêng và là nơi sinh của Đức Phật Thích Ca ngay tại vườn Lâm Tỳ Ni. Một cái thủ tục làm kiểm tra xuất cảnh và nhập cảnh nó khá là đơn giản cô bác quý anh chị. Và bên đây nè, bên đây là một cái nơi mà một cái trạm dựng lên một cách khá là tạm bợ để mà kiểm tra việc nhập cảnh sang Nepal. Đây là một cái đường sáng ngay tại địa phận của Nepal này cô bác quý anh chị. Chỉ cần qua bên đó là chúng ta sẽ tới địa phận của đất nước Nepal. Ở đây là nơi giao nhau giữa hai nước Nepal và Ấn Độ. Đây là một cái cổng chào nè, chúng ta thấy là việc xuất cảnh và nhập cảnh nó một cách khá là dễ dàng. Cô bác quý anh chị có thấy là trên cái cổng chào này họ tạc tượng hình mà Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nhận thấy đường phố nó cũng còn khá là phải nói là thô sơ ha, và nhịp sống nó diễn ra một cách khá là bình thường. Cơ sở vật chất hạ tầng ở đây thì cũng còn khá là yếu kém cô bác quý anh chị. Đây là những người dân từ Nepal nhập cảnh sang Ấn Độ nè. Đây là cái cửa khẩu giao nhau giữa hai nước Nepal và Ấn Độ bằng cái con đường bộ ha. Họ có một cái thùng nước miễn phí và anh đó anh đang uống nước kìa. Và đây là cái bản chào welcome to Nepal nè.
cũng như khu vực biên giới giữa các nước khác, thì nơi đây có giao thương cũng khá là nhộn nhịp và tấp nập người đi qua Ấn Độ và cũng như là người qua Nepal, cô bác quý anh chị. Và gần gần đây thì mình sẽ thấy được, bắt gặp hình ảnh những cái đứa trẻ như thế này nè, xin tiền đó. Và bây giờ mình sẽ đi nới nới gần lại kia đây. Và đây là công an của cảnh sát của Ấn Độ nha cô bác quý anh chị. Còn phía bên đây là khu vực địa phận của đất nước Nepal. Giới với nhau nhưng mà cuộc sống hoàn toàn hai nước khác nhau. Ở Ấn Độ xô bồ nhộn nhịp bao nhiêu thì ở đất nước Nepal lại hiền hòa bấy nhiêu. Đây. Biểu tượng của đất nước Nepal này cô bác quý anh chị. Hồ bắt gặp hình ảnh một anh thanh niên, anh đang bán sữa dê nè cô bác quý anh chị. Ở đây là cái khu vực biên giới giữa Nepal và Ấn Độ ha. Ruby, India. India. Dạ. Ten. Là nó chỉ có 10 ruby thôi các bạn. Có nghĩa là nó chỉ khoảng 3.000 mấy với 2.800 Việt Nam đồng thôi. Ok. Anh nặng vô một miếng chanh. Đây là tra tra. Mình cứ tưởng lúc đầu tưởng đâu là sữa dê hay là sữa bò gì đó, mà giống như là trà chanh của Việt Nam vậy á. Để thêm một cái ly nữa. Một cái ly này có giá là chỉ có 3.000 đồng thôi. Yeah, rất là dễ thương nha. Open. Open. Anh bỏ vô cái nồi nấu nóng đó, một cái nồi trà thôi. Giờ mời cô bác quý chị cùng đứng nước với bùi hồ ha. Giống như là trà chanh của Việt Nam á, có vị ngọt lắm nha. Ở đây thì họ rất là thích ăn ngọt và uống ngọt luôn cô bác quý anh chị. Nặng vô miếng chanh nữa, coi như là trà chanh. Và đây là một cái chiếc xe từ Nepal chạy sang Ấn Độ. Nhìn một cái chiếc xe tải, cô bác quý anh chị thấy ở ngoài trước nó khá là màu mè đúng không? Đây, đây là cái khu vực biên giới, nó giống như một số cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vậy á. Đây là bên đây là Ấn Độ nè. Bên đây là Nepal. Nepal là có hình biểu tượng ở trên, có một cái tháp ở trên á. Rất là ngọt. Ngọt lắm. Nói chung là cực kỳ ngọt luôn. Nó nóng, anh giữ một cái đồ nóng ở dưới hình như là anh đốt bằng than hay sao. Ok. Ok, mua cho nó đi. Ok. Mua cho một đứa bé. Một cái đứa bé này nó lại India, Nepal. India. India. Đứa bé này. Mata dai bol de. Dạ. Dạ. Nana buva dal ta. Nana buva dal. Au da. Jada ku jada. Ki khatta ho jaye. Dạ. Paru kom. À, ông có Việt Nam. Việt Nam. Ok. À, và xe mình chạy một đoạn thì đã đến địa phận của đất nước Nepal đó cô bác quý anh chị. À, sau khi đến đất nước Nepal thì Bùi Hồ sẽ làm một cái thủ tục gọi là thủ tục nhập cảnh ngay tại Nepal. À, lúc nãy thì cái nơi giao nhau đó là nơi cảnh sát của Ấn Độ, họ sẽ kiểm tra lại một lần nữa, sau đó thì mình mới nhập cảnh vào đất nước Nepal. Thì đây là một cái cơ quan hải quan của Nepal này cô bác quý anh chị, nhìn khá là đơn sơ ha, nó giống như là trụ sở cơ quan ở xã của Việt Nam mình vậy đó, nhìn nó nhỏ nhỏ. Ở trong này có cả, thậm chí có cả một cái canteen nữa nè. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây, Bùi Hồ sẽ ốp máy và sẽ làm thủ tục nhập cảnh sang Nepal ha.